Xin chào các bạn, sau cái video mà mình chia sẻ về cái câu chuyện rằng là Redmi Note 12 có một cái bức ảnh fake và các bạn không nên tin vào bức ảnh đó thì cũng đã có một số người kiểu như là không tin tưởng mình lắm quay sang có những cái lời lẽ nó không được hay cho lắm thì bây giờ đã đến tháng 12 rồi và các bạn thấy rằng là phiên bản quốc tế vẫn chưa được mở bán toàn cầu đúng không các bạn vậy thì trong cái video này mình sẽ muốn chia sẻ với bạn về cái phiên bản bán chính hãng tại thị trường việt nam nó sẽ có những cái gì khác hơn so với là thị trường trung quốc hay không cũng như là thời điểm nó sẽ được mở bán thì video ngày hôm nay các bạn xem từ đầu đến cuối sẽ có được câu trả lời let's go Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm đến từ nhà Xiaomi thì đừng quên ghé qua Di Động Việt. Di Động Việt luôn mang đến cho các bạn rất là nhiều những dòng sản phẩm với mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Đầu tiên, hãy nói về thiết kế của phiên bản bán ở Việt Nam đi. Thì câu chuyện đơn giản là nó cũng y hệt như kiểu là phiên bản bán ở thị trường Trung Quốc mà thôi các bạn ạ Chúng ta vẫn có một thiết kế rất là mỏng, rất là nhẹ Chúng ta cũng có cái mặt trước với phần đục lỗ đặt ở chính giữa và các bạn thấy rằng là cái viền bây giờ thì nó đã vuông vức hơn bởi vì tất nhiên rồi nếu mà muốn một chiếc máy bán tốt á, thì chắc chắn nó sẽ phải bắt trend và bên nhà Xiaomi đã làm khá là tốt ở trên chiếc Redmi Note 12 phiên bản Trung Quốc và bán ở Việt Nam thì nó cũng sẽ như vậy thôi nó sẽ không có quá là nhiều những sự khác biệt đâu các bạn ạ và bên cạnh đó nữa thì về toàn bộ thông số kỹ thuật á, thì phiên bản bán ở Việt Nam nha rất tuyệt vời khi nó cũng easy fork như là phiên bản bán ở thị trường Trung Quốc mà thôi Chúng ta vẫn có kích thước màn hình là 6,65 inch Đi kèm với đó thì sẽ có màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz Nói chung là ở trên cái màn hình của chiếc Redmi Note 11 nó đã cực kỳ đẹp mắt rồi Thì mình chắc chắn một điều với anh em là kêu gì là Redmi Note 12 nó cũng sẽ đẹp mắt không kém cạnh gì đúng không và bên cạnh đó nữa thì chúng ta sẽ có ví xử là Snapdragon 4 Gen 1 nó sẽ mạnh hơn tương đối là nhiều so với là Snapdragon 680 4G được các bạn ạ và bên kia đó thì nó sẽ được bổ sung thêm hỗ trợ kết nối mạng 5G điều mà gần như không cần thiết tại Việt Nam bởi vì Việt Nam đang phát triển lên 6, 7, 8, 10 mấy G rồi cho nên là 5G có cũng như không thôi à, nhưng mà thôi có cũng được để cho anh em nào mà mong muốn lâu lâu có thể tìm ra đâu đó để có thể là bắt được sóng 5G thì anh em có thể là xài được sơ sơ ha đó. Còn về pin thì nó cũng y hệt như kiểu là phiên bản bán ở thị trường Trung Quốc mà thôi Chúng ta vẫn có viên pin là 5.000 mAh Đi kèm với đó thì về phần tốc độ sạc á, thì mình thấy rằng là sạc của nó cũng tương đối là nhanh đấy Khi mà nó vẫn giữ nguyên ở cái mức là 33W các bạn ơi Chỉ có một cái điểm mà mình không thích cho lắm đó chính là về cái camera ha thì mình không nói về cái độ phân giải đâu nhưng mà mình đang muốn nói ở đây đó chính là bên nhà Xiaomi lại cắt mất cái camera góc rộng các bạn ạ chúng ta bây giờ chỉ còn là camera chính 48 chấm và thêm một cái camera uh, 2 xe để hỗ trợ chụp một vài những tính năng phụ khác mà thôi đó là một cái điểm mà mình thấy rằng là bên nhà Xiaomi uh, rất là đáng tiếc bởi vì uh, thực tế mà nói thì camera góc rộng nó quan trọng hơn so với việc là chúng ta chụp macro hay là chúng ta chụp xóa phông các bạn ạ bây giờ chúng ta đi du lịch nhiều mà đó còn camera trước thì nó sẽ có độ phân giải là 80 pixel ha vậy thì khi nào chiếc Redmi Note 12 được bán chính hãng tại Việt Nam thì theo những cái thông tin mà mình nhận được á thì chiếc máy này sẽ được mở bán đầu tiên tại Việt Nam vào quý 2 các bạn ạ vào quý 2 nha các bạn tức là cái tháng đầu tiên của quý 2 là tháng 4 như vậy là chúng ta sẽ phải chờ ít nhất là 3 tháng nữa thì mới có thể chạm tay vào phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam à, sẽ có rất là nhiều anh em thắc mắc là ủa tại sao mà ra mắt ở bên Trung Quốc rồi mà không ra mắt luôn ở Việt Nam đi Ê, tại sao lại phải chờ lâu đến như thế thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có một vài những cái nguyên do sau đây thứ nhất, đó, thị trường Trung Quốc là một thị trường rất là lớn và các bạn có thể thấy rằng là tình hình mà khan hiếm linh kiện như thế này thì cái việc mà tập trung cho một cái thị trường lớn á, trước khi mà họ tung ra thị trường toàn cầu cũng là một cái điều dễ hiểu hoặc thứ hai nữa đó chính là các bạn hãy thấy đi cái phiên bản mà sách tay của Redmi Note 12 bây giờ á, thì giá gần như khi mà mình có đi xem qua một số những hệ thống mà chuyên bán hàng sách tay á thì nó đang có mức giá gần như là ngang ngửa với bên thị trường Trung Quốc thì khi mà bên nhà Xiaomi họ nới dài cái thời gian để ra mắt thị trường quốc tế cũng như là thị trường Việt Nam á thì khả năng cao là nó sẽ có mức giá dễ thở hơn các bạn ạ bởi vì sau một thời gian bán khi mà đã hoàn đủ cái vốn cho cái dối dây chuyền đó rồi thì kiểu gì họ cũng sẽ có những cái pha kiểu như là uh, flash sale hoặc là những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn dành cho người dùng đúng không? À, và mình đang kỳ vọng rằng là với chiếc Redmi Note 12 bên nhà Xiaomi sẽ chiếm được nhiều doanh số hơn tại thị trường Việt Nam bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái thông số như thế này thì đây thực sự là một chiếc máy cực kỳ tuyệt vời đến từ bên nhà Xiaomi nhưng mà vẫn có hai thứ mình rất là lo lắng thứ nhất đó là MIUI phiên bản quốc tế và thứ hai đó chính là vấn đề sóng sánh trên những chiếc máy đến từ nhà Xiaomi Vậy thì các bạn sẽ muốn bọn mình so sánh chiếc máy này với những chiếc máy nào khi nó được mở bán tại Việt Nam Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay Còn bây giờ thì... Bye!